Vâng, chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bờ Lóc Hó Tiêu. Bờ Lóc Hó Tiêu đang quay tại nhà cụ chị hôm đó, nhà cụ cô Nam Vũ Linh. À, có cô bán bánh nước nóng ở cái trước nhà của chị hôm đó. À, cũng có một vị khán giả ở Úc xin giấu tên, à, gửi cho Tiêu 200 ngàn để tặng cho cô. Mong cô hãy hãy lạc quan yêu đời. Dạ, dạ à, cảm ơn cô. Cảm ơn khán giả, rồi cảm ơn Thắng YouTube đã giúp đỡ trong lúc cô đang khổ quá. Bán cơm thì bây giờ đấy cũng khó khăn quá, có lúc được của cô đúng không? Dạ. Cũng cầu nguyện cho ơn trên giúp đỡ cho các cô áo cô trang anh không? Cô có khán giả nó bị túng không? À, dạ. Cho khán giả được mình giỏi, làm ăn phát đạt với em Thắng đó, làm ăn phát đạt khỏe mạnh nữa. Cũng dạ. Nhớ đến cô, nhờ bên nhà chị Hồng Loan, cô Hồng Loan cho cô ngồi cũng như là cũng giúp đỡ cho cô á. Được kiếm cơm bánh gạo là ý trời ý chúa đó, cũng như là chú cũng giúp cơ, cảm ơn chị Hồng Loan, gia đình chị Hồng Loan được học giỏi nữa. Có ai ăn thì bánh cuốn ướt thì ủng hộ cho cô cảm ơn rất nhiều. Cô có lời chúc nào cho một cô giấu tên ở ở bên đốt gửi tặng cho cô 200 ngàn không ạ? Dạ, hôm qua là không biết ai nữa đi sướng á, cho cô 200 ngàn, cô cũng mừng lắm, nhờ em quay trước á. Dạ. Vô nhà Hồng Loan mua đồ, có anh gì hỏi thăm cô là có ai vô nhà Hồng Loan không, mà không biết người nào. Thì cô không biết thì vô nhà Hồng Loan á, quay sướng đó, nhờ có em đi trước quay phim á, chắc cô nghĩ là Thắng á. Dạ. Rồi, cái này là cũng giúp đỡ cho cô cũng mừng lắm. Sống bây giờ cũng khổ quá à, làm ăn bây giờ nó cũng lấp bên á, một mình cô cũng làm gánh á. Rồi này nọ cô cũng buồn, cũng nhờ anh trên giúp đỡ. Dạ. Cô cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Con cũng xin cảm ơn cô. Con chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Dạ, dạ. Thắng về nha, nhờ mấy em nuôi tích quay cũng nhờ bên mình chị Hồng Loan cho cô ngồi cũng kiếm cơm cũng gạo á, có lúc dạ. Được không á thì cũng mừng, hôm nay chị ế quá nhờ Thắng trả đó, nhờ Thắng đưa lại, cảm ơn cái khán giả khỏe mạnh ngay Thắng nè, đi cho cô thì cô nấu cơm ăn cho bé học. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Vâng, qua cái kênh Bờ Lóc Hó Tiêu cũng xin cảm ơn chị, một chị ở Úc xin giấu tên nhé. Cảm ơn chị, chúc chị có một ngày an lành hạnh phúc bên gia đình và nhà hàng của mình nha. Vâng, thì bây giờ Úc Tiêu đang quay tại nhà của cậu Nam Vũ Linh, nhà của chị Hồng Loan. Thưa cô chú anh chị và các bạn thân mến, vâng, thì sáng ngày hôm nay á, thì chị Hồng Loan cũng đã đi qua bên shop ở quận 12 rồi nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, rất mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là bên hông nhà của chị Hồng Loan. Cô bé Minh Đức rất là dễ thương luôn cô chú anh chị và các bạn. Hồi lúc trước á, thì Úc Tiêu mới xuống đây nè, không có tiền có bạc gì hết trơn, cô cũng mua nước cho uống, cô cũng ủng hộ cho những anh em YouTube ở đây bằng những ly nước rất là ngọt ngào từ cô. Dạ, con cũng xin cảm ơn cô rất nhiều luôn. Dạ. Vâng, thầy đây là bức hình của cậu Nam Vũ Linh, thương của chú anh chị và các bạn. Vâng, chị hôm đó đã đi rồi, chắc Ốc Tiêu quay một clip này nữa, Ốc Tiêu sẽ về cụ chi luôn cô chú anh chị và các bạn. Vâng, đây là đường Đoàn Thị Điểm nhé. Vâng, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.
Vâng, thì ngày hôm nay chị nấu ăn cho nhà chị ông Lo nó thì không tới nhé cô chú anh chị và các bạn. Chị nấu ăn ở nhà chị ông Lo ấy rất là dễ thương luôn, rất là dễ mến thưa cô chú anh chị và các bạn thân mến. Vâng, thì dưới tấm lòng thương yêu mọi người đó thì ốc tiêu nghị là cho đi mình sẽ giữ lại, cho đi rồi mà mình cũng sẽ nhận lại những gì mà mình đã cho hơn cô chú chị ân mến. Cho nên cũng cảm ơn chị ở bên Đốc xin giấu tên đã gửi cho ốc tiêu 200.000 để gửi cho cô. Mong cô có nhiều sức khỏe nhé. Ai về con? À là cô Hương con lúc đi. Dạ. Chú gì là mấy con thương lúc đi vậy? Nói ngày nào cho ăn quà vậy, nó không sao cho lúc đi lấy cái lọ đồ đời cho mình cái khác. Mình thở lỡ thì chú cho, còn mình cho đo là chú đã lấy lại. Chú không con, cái gì cũng vậy. Của nào mình cho đi á, mình cũng sẽ nhận lại. Dạ. Chú có muốn chú cho bóng nắng luôn rồi. Dạ. Một câu nói cái là hay luôn cô chú anh chị và các bạn. Ông bà mình có câu, có những câu nói á, cái là hay luôn. Và, dạ. Dạ. Cho đi sẽ nhận lại. Phần vâng, thì bây giờ cô mua hàng xong rồi nhé cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ cô đi ra xe và đi về nhé cô chú anh chị và các bạn hôm mới. Xem video này dài cho thêm một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ thì kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Vâng, ốc tiêu đang quay tại nhà cụ chị cũng lo nhà cụ còn nằm được lên thôi cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay thì ốc tiêu không đi qua bên shop thị phẩm của Tiềm Long bên quận 12